Mình đang nói về gia công nhé. Gia công là sao? Ví dụ như may gia công. Là gia công là sao? Có bạn nào ở nhà may gia công cho người ta không? Tức là thường những cơ sở may gia công thì nó không nhất thiết phải là một công ty lớn. Nó có thể không có một cái đơn hàng của khách hàng là nguyên cái áo, mà nó chỉ làm mỗi một việc, ví dụ ủi cái con vô cái cặp cổ áo thôi, hết. Nhận cái miếng vải cổ áo về, nhận cái con riêng về, sắp cái con ra, ủi vô, hết việc. Đi giao. Vậy thôi, gọi là gia công. Rồi, người ta làm từng miếng nhỏ rồi, mình là giai đoạn cuối. Mình nhận cái cổ về, nhận cái thân về, nhận cái tay về, ráp vô thành cái áo là gia công. May xong cái áo rồi, một công ty ủi hồ vô cho nó thơm là gia công. Tức là mỗi người làm một con vợ riêng. Vậy phần mềm của mình gọi là gia công phần mềm thì mình làm gì? À, đúng rồi, chính xác. Mỗi công ty có thể nhận một phần của dự án. Ví dụ mình làm về quản lý nhân sự thì mình sẽ có một cái form đăng nhập, mình sẽ có cái form là thêm, xóa, sửa nhân viên, mình có một cái form là quản lý lương nhân viên, một cái form là quản lý nâng lương, quản lý lương tức là ngày công rồi, rồi quản lý nhân viên, vân vân. Thì mình có nhiều cái module khác nhau, và công ty của mình chỉ nhận một module của cái dự án lớn thôi. Như vậy giả sử mình có hai module, ba module đi, một module đăng nhập thì phải có user mới đăng nhập được, một module là tạo ra cái user đó, thêm xóa sửa user, một module là đổi password của user, quên password và đổi password. Vậy thì ba module này cùng quản lý là user và ba công ty khác nhau làm, ba group khác nhau làm, và ba group này không hề biết nhau. Vậy làm sao ráp được? Mỗi người thích khai báo user kiểu gì là khai báo, nhận về password kiểu gì là nhận, thì làm sao mà cóp được? Cho nên trong cái dự án của mình thì có một người gọi là kiến trúc, tức là xây dựng hạ tầng, xây dựng cấu trúc của dự án, và người này gần như không có, chỉ xây dựng cấu trúc thôi. Này là ông trùm á, trong dự án người này lương cao nhất, lương cao nhất là người kiến trúc dự án. Và nếu như công ty của các bạn muốn nhận dự án để làm thì các bạn phải có người kiến trúc dự án, người dev là code đó, người test, ít nhất là bạn phải có ba bộ phận. Nhưng mà công ty của mình ít người quá, bỏ dev, bỏ dev, bỏ dev, mình có ông kiến trúc và có ông test để đảm bảo rằng là cái mình nhận về là đảm bảo chất lượng của mình. Thường là ba dev một test hoặc là bốn dev một test. Như vậy mình bỏ dev, mình chỉ cần test thôi, chỉ cần ông kiến trúc thôi là mình đủ thành lập công ty phần mềm rồi, không cần code nào hết đó. Vậy làm sao có phần mềm? Ông kiến trúc ổng xây dựng xong, ổng cần bao nhiêu cái module, và cái module đó đầu vào là gì, đầu ra là gì, và ổng ngồi ổng xây dựng cái interface, ngồi xây dựng cái interface. Ví dụ như là bạn sản xuất cái này đi, cái vỏ là một công ty, cái ruột này là một công ty, ai cái pin này nè, cái pin này nó có đi theo remote chỉ có một cặp thôi, nhưng mà bây giờ bạn ra chợ bạn mua cái pin mới được không? Vừa không? Tại sao?
Tại sao mà vừa? Mà tại sao mà cái ông mà sản xuất pin này mà ông sản xuất hay quá vậy? Con ốc đi, ví dụ con ốc, cái máy của bạn nó bị hư một con ốc, bạn ra bạn mua một con ốc đúng kích cỡ bạn vặn vô được không? Ủa sao hay vậy? Hai cái công ty đó đâu có liên quan gì với nhau đâu, sao bạn được? Chính xác, đó là tiêu chuẩn. Và mình xây dựng cái interface là mình xây dựng cái tiêu chuẩn. Và trong cái interface, các bạn nhìn cái hình dáng của nó giống class không? Giống. Có tên, có phương thức, kể cả là có luôn thuộc tính luôn. Nhưng mà không có code, không có cái ruột. Vậy thì cái ông kiến trúc ổng ngồi ổng viết cái này rất nhanh. Đây, ông viết cái phần mà thêm xóa sử user bao gồm những phương thức này cho tôi nè. Tạo user trả về cái gì nè. Cập nhật user đầu vào là cái gì, trả về cái gì nè. Xóa user đưa vào cái gì, xóa cái gì nè, còn trả về cái gì nè. Ông chỉ viết vậy thôi. Còn cái ruột bên trong viết cái gì ông không biết. Không có thời gian viết. Ông chỉ viết mỗi mấy dòng này thôi, hết rồi đó. Hả? Rồi, sau đó thì ông đẩy cái interface này cho khách hàng là gia công phần mềm. Thì những công ty gia công phần mềm nhận cái interface này về, viết lại một cái class để mô tả cái interface này, xử lý được cái interface này. Được chưa nào? Như vậy nhiệm vụ của mình, cái interface nó có thứ nhất là quy chuẩn để viết. Và lúc này thì trước tiên viết thì mình không biết là viết cái gì. Nói chung mỗi người viết một kiểu, mỗi công ty gia công viết một cách. Viết sao cũng được, miễn chạy là được. Đầu vào đúng, đầu ra đúng là ok. Ví dụ như cũng là con ốc, nhưng mà đôi khi, ví dụ như là các bạn thấy rất là rõ là cái chỗ mà cái romine nước á, cái đầu ra có thể là phía trong này bằng nhựa cũng được. Phía trong này người ta gắn thêm cái đồng gọi là bằng thau á, vẫn được. Cái vòi nước của mình, cái vòi bằng nhựa gắn vô nhựa cũng được. Gắn vô cái chỗ mà bằng đồng cũng được luôn. Cái vòi của mình bằng inox gắn vô cũng được luôn. Thì cái quy chuẩn sản xuất đó gọi là interface. Còn phía bên ngoài muốn làm gì đó làm, miễn là vặn nước được là được. Được chưa? Đó. Như vậy cái vấn đề của interface của chúng ta. Vậy thì khai báo interface này khai báo như thế nào? Trừu tượng xong rồi ha. Mình sẽ có một cái về interface. Chú ý thầy copy qua nè. New package nè. Ủa? Lại lỗi nữa rồi. Copy. Rồi, tại sao báo lỗi các bạn? Trùng ha, trùng với từ khóa. Các bạn để phía trước giùm cho thầy. Demo interface. Như thầy đã có ở đâu đó rồi. Demo interface. Đây rồi, demo interface rồi. Rồi. Và mình tạo ra một cái lớp interface. Cái này bạn có thể tạo từ class cũng được, hoặc là bạn chọn new order java interface cũng được.
mình đặt cái tên My Interface 2. Rồi nó để là Public Interface, nó đổi cái chữ class thành chữ interface. Và chú ý chỗ này giúp thầy, chú ý ví dụ như mình có voice, mình có phương thức một mở ngoặc đóng ngoặc chấm phẩy, cái này không có ruột, có nghĩa là gì? À, abstract. Nhưng mà đặc biệt ở đây mình không có dùng từ khóa abstract. Lý do? Lý do là bản thân cái interface này nè, nó là abstract. Và nguyên gia đình họ hàng là abstract, cho nên không cần khai báo abstract nữa. Bởi vì chắc chắn nó là abstract rồi, không cần. Không cần từ khóa abstract. Đã là interface thì tất tần tật mọi thứ bên trong là ảo hết. Chính xác. Giỏi. Abstract thì nó có thể có interface, nó có thể có phương thức mình đã viết code bên trong. Còn đã là interface thì nguyên dòng họ interface hết, là abstract hết, ảo hết. Tương tự như vậy, mình có phương thức 2, phương thức 3. Phương thức 2. Giả sử phương thức 2 này thì thêm cái string s. Ví dụ phương thức 2 thì thêm cái string s. Nó khác nha. Một cái phương thức 1 là không có đầu vào, phương thức 2 là có đầu vào. Giả sử phương thức 3 đầu vào của thầy, à, chỗ này là string đi, đầu ra đầu vào của thầy điểm, đầu vào là điểm, đầu ra là một cái chuỗi, nó khác với lại cái ví dụ trong slide tí xíu. Trong slide chỉ có vậy thôi. Phương thức 1 xuất ra, đây là phương thức 1. Phương thức 2 xuất ra, đây là phương thức 2. Phương thức 3 xuất ra là đây là phương thức tạo mới. Vậy thôi. Và cái này cũng đã demo rồi, cho nên không làm lại. Bây giờ, giả sử như thầy có cái phương thức này. Phương thức 1 không có gì, trả về void. Phương thức 2 có cái chuỗi sẵn. Phương thức 3 đưa vào điểm, trả ra xếp loại. Và bây giờ chúng ta sẽ viết một cái lớp mới. Một cái lớp mới. Mình sẽ để là My Class 2. Tại vì cái Class 1 thầy viết rồi. Và cái Class 2 này, chúng ta kế thừa thì chúng ta xài gì? À, extend. Còn đối với lại sử dụng abstract thì chúng ta dùng implement. Và chỗ này người ta có dùng kế thừa không? Người ta dùng? Dùng từ tiếng Việt là? Là gì? Cái từ này là gì? Implement này là dịch ra tiếng Việt là thực thi. Đúng rồi, hiện thực cũng được, thực thi cũng được. Hiện thực cũng được, nhưng mà đa số người ta dùng thực thi. Rồi, giỏi, hiện thực. Rồi. Tại sao nó báo lỗi? Nó báo lỗi gì đây? Cái của mình là interface, nhưng mà nó báo là gì? Có những cái phương thức đã abstract, có nghĩa là nguyên cái dòng họ này là abstract hết, cho nên là phải được nghĩ lại. Bây giờ mình có 3 phương thức,
Vậy các bạn sẽ định nghĩa từng phương thức một. Mình định nghĩa phương thức một, enter, thì nó sẽ báo mình là override, viết lại phương thức một. Bây giờ mình viết lại. Giả sử phương thức một mình chỉ làm một cái việc rất là dễ. Đây là phương thức một được viết lại, vậy thôi. Mình chỉ ra câu thông báo cho người ta biết là mình đang viết lại cái phương thức này thôi. Phương thức hai. Tại sao bây giờ nó không xuất hiện phương thức một nữa? Mình viết rồi. Rồi, phương thức hai. Trong cái phương thức hai này nó có sẵn một cái chuỗi. Thì giả sử thầy xuất cái chuỗi này ra thôi. Chuỗi cộng với S, tức là mình có đầu vào. Phương thức 3, mình có điểm và mình sẽ xếp loại cho cái điểm này, trung bình, khá, giỏi, yếu gì đó. Tạm thời mình sẽ lấy cái sinh viên ra. Sinh viên thầy đã viết sẵn cái phần đó rồi. Và chỗ này mình sẽ dùng điểm để thay thế chỗ này. Nếu điểm mà nhỏ hơn 5 như vậy thì ở chỗ này thầy thì thầy viết cái dạng là if else kiểu này, và các bạn có quyền viết kiểu khác. Miễn làm sao có điểm vào nhỏ hơn 5 thì cho thầy chịu kém, điểm nhỏ hơn 6.5 cho chịu trung bình, nhỏ hơn 8 cho chịu khá, còn lại cho chịu giỏi. Còn bên trong các bạn viết cái gì thầy không cần biết. Thực ra các bạn giao cho người ta gia công phần mềm rồi, người ta viết cả hàng ngàn dòng code, bạn không thể kiểm được từng dòng được, và cũng không thể kiểm được nội dung bên trong bạn viết gì. Chỉ cần biết tôi cho vào cái bộ dữ liệu này thì cho ra bộ dữ liệu tôi cần, hết, vậy thôi. Đầu vào là con bò, đầu ra là một xe xúc xích, hết. Còn bên trong cái xúc xích làm kiểu gì là mỗi công ty tự làm đấy. Được chưa? Rồi. Như vậy đây là cái lớp My Class 2 mình đã viết lại, và mình sẽ sử dụng cái demo interface này. Mình sẽ gọi cái My Class của mình ra. Mình gọi cái My Class 2 ra. Rồi, My Class 2 bằng new My Class 2. My Class 2. Bây giờ My Class 2 chấm phương thức 1. My Class 2 chấm phương thức 2. Phương thức 2 này yêu cầu phải có đầu vào. Xin chào interface. Phương thức 3. Nếu như chúng ta gọi My Class mà phương thức 3 thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào một số double. Ví dụ 9. Tại sao lỗi? Double 9.0. 9 là số nguyên, 9.0 mới là số thực.
Cho nên nó yêu cầu mình đưa vào 9.0. Nhưng nếu mà mình chạy cái này thì mình nhìn thấy được cái gì? Đây là phương thức 1 viết lại. Xin chào interface của phương thức 3 đâu? Phương thức 3 đâu? Phương thức 3. Phương thức 3. Rồi my class 2. Hả? Phương thức 3 của mình biết rồi mà. Nó là return. Mình phải làm gì? Đúng rồi. Mình gọi trực tiếp thì mình không thấy đâu nhé. Bởi vì nó chạy chưa? Chạy rồi. Rồi sao? À, mình không thấy được là do mình chưa xuất. Vậy chỗ này mình system out. System out cái phương thức 3 thì mình sẽ thấy. Giỏi. Được chưa? Đó là interface và viết lại ha, thực thi cái interface đó. Thứ nhất là các bạn sẽ có được cái code của interface. Đây là cái package. Chúng ta có code của interface. Hứa là cho code mà. Java 4. Rồi có code tiếp là của cái my class mình viết lại. Hứa là cho code là phải cho thôi. Demo interface. Rồi. Rồi, demo interface ha.